Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin những tấm huân chương mờ ám. Ông Nguyễn Phú Trọng đã ký vào tấm huân chương nhân danh nhà nước Việt Nam trao cho công ty Việt Á đã góp phần đáng kể cho công ty này phát tán hàng chục triệu bộ kit xét nghiệm rầm trong cơn đại dịch gần đây đã khiến cho 34.000 người Việt Nam phải chết. Trước đó cũng có 3 tấm huân chương do Nguyễn Phú Trọng ký theo kiểu thần tốc để khỏa lấp những hành vi tội ác đối với người dân Đồng Tâm. Đây là hình ảnh cuộc đột kích của 3.000 lính cơ động lúc nửa đêm vào làng Đồng Tâm hành quyết cụ Lê Đình Kình, một lão thành cách mạng, trên giường ngủ và bắt đi 30 dân làng. Sau đó, được trao tặng ngay 3 huân chương chiến công cho 3 cảnh sát cơ động rơi xuống cái hố chết cháy. Nhà văn Phạm Đình Trọng trong bài bình luận trên trang Facebook cá nhân, ông đã nói như sau. Huân chương nhà nước là sự ghi nhận của Tổ quốc và nhân dân đối với những đóng góp quý báu của cá nhân và tổ chức xã hội cho nhân dân, cho đất nước. Là một giá trị tinh thần lớn lao mang tầm thời đại và quốc gia, mỗi huân chương đều mang bóng dáng một thời lịch sử của đất nước. Là hình thức ghi công cấp nhà nước cấp cao nhất, việc xét tặng huân chương được tiến hành dân chủ, công khai, thận trọng, kỹ càng, xác đáng, đòi hỏi phải có thời gian khẳng định công trạng và không bị giới hạn thời gian xét tặng. Cho đến nay, việc xét tặng huân chương nhà nước cho những cá nhân và tổ chức có đóng góp cao cả cho Tổ quốc và nhân dân ở những thời sự khác nhau đã lùi xa. Từ kháng chiến chống Pháp đến chiến tranh giữ nước ở biên giới phía Tây Nam, ở biên giới phía Bắc vẫn được xem xét và trao tặng. Cần có thời gian khẳng định để tấm huân chương nhà nước cao quý, thiêng liêng, có giá trị lâu bền cùng lịch sử không được phép trao nhầm, để tấm huân chương cao quý không trở thành tầm thường và nhảm nhí. Từ đó càng thấy rõ việc vội vã, hấp tấp, ngang tắt trao tặng huân chương lao động, huân chương nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đó ký cho Việt Á, một công ty như bóng ma, tồn tại vật vờ, kinh doanh manh mún, thủ công, còn trong bóng tối thì vô danh, hoàn toàn không có bề dày lao động và đóng góp. Điều này chỉ chứng tỏ có một quyền lực vô song đã lạm dụng quyền nhà nước trao cho Việt Á tấm huân chương nhà nước cao quý, mạ vàng giả, phù phép lên những chiêu trò kinh doanh gian dối và tội ác của Việt Á. Không những là một công ty tội ác mang tính mạng gần 100 triệu người dân ra kinh doanh để kiếm lời, Việt Á trong vụ cung cấp kit xét giả còn là công cụ, là sân sau của một thế lực nhà nước mafia trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tiền cho nghiên cứu cùng với Học viện Công y, rồi được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng. Sau đó các báo tuyên giáo ở Đảng tung hô về chất lượng cũng như nổ láo rằng được các nước đặt mua để xuất khẩu đi toàn thế giới. Vì thế mà toàn thể nhân dân đã bị lừa dối, 34.000 người chết vì Covid vừa qua không thể phủi tay cho qua được. Thế lực nhà nước mafia đó đã dùng quyền lực nhà nước biến Việt Á, một cơ sở kinh doanh cỏ con, manh mún, mua đầu chợ, bán cuối chợ, thành công ty quốc gia, thành cơ sở khoa học cấp nhà nước, được độc quyền sản xuất, kinh doanh kit test giả, kit virus corona. Cũng là sân sau của thế lực nhà nước mafia, bộ kit giả Việt Á không thể phát hiện ra virus corona được bán với giá cao gấp hàng chục lần so với bộ giá kit đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Là sân sau của thế giới thế lực nhà nước mafia, nhà nước phải dốc hàng ngàn tỷ đồng tiền ngân sách ra mua giá cao bộ kit giả của Việt Á. Là sân sau của thế lực nhà nước mafia, gần 100 triệu dân suốt mấy tháng ròng bị đè ngửa ra ngoáy mũi bằng bộ kit giả Việt Á và công cụ bạo lực nhà nước được huy động tổng lực, xăng sái, hung hổ, phá cửa xông vào nhà dân, lôi ra ngoáy mũi bằng kit giả của Việt Á. Là sân sau của thế lực nhà nước mafia, Việt Á mới được độc quyền một mình một chợ sản xuất kinh doanh kit giả. Thị trường thế giới đã tràn ngập kit chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn của thế giới. Giá bán thấp nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam lại không được cấp phép nhập khẩu, dành thị trường Việt Nam cho kit giả của Việt Á. Là sân sau của thế lực nhà nước mafia, cả bộ máy nhà nước do Thủ tướng đứng đầu đã hối hả gấp gáp sử dụng bộ kit giả của Việt Á, không thể phát hiện virus làm cho dịch bệnh bùng phát và lan nhanh ra cả nước. Hơn 30.000 người dân đã chết dịch.
hơn 30.000 mạng sống của người dân đã bị dịch bệnh cướp đi, có bàn tay tội ác của Việt Á. Đây là hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân chết vì COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Không là sân sau của thế lực nhà nước mafia, không có thế lực nhà nước mafia bảo kê thì không thể có bộ kit giả Việt Á. Để bảo kê cho bộ kit giả của Việt Á, Bộ Khoa học và Công nghệ mau mắn họp báo tung tin giả là bộ kit Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận, được Bộ Y tế nước Anh cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn châu Âu, được 20 nước trên thế giới ký hợp đồng mua. Để bảo kê cho bộ kit giả của Việt Á, Bộ Y tế tức tốc cấp giấy phép quốc gia cho kit giả Việt Á lưu hành trên cả nước. Có sự bảo kê ở cấp bộ, cấp chính phủ thì giúp nhân viên lao động chân tay chỉ biết chạy mánh, chỉ quen buôn đầu chợ bán cuối chợ của Việt Á mới có được không gian tung hoành, tạo ra những bóng tối hàng trăm triệu bộ kit rẻ cho cấp cho cả nước, thu về hàng ngàn tỷ đồng tiền lợi. Việt Á chỉ là sân sau của những ông chủ có quyền lực nhà nước nhưng giấu mặt mà thôi. Cùng Việt Á kiếm lời hàng ngàn tỷ đồng trên tính mạng của người dân là mấy ông có quyền lực ở bộ trưởng, thành viên chính phủ chứ không thể là cấp vụ. Mấy ông bộ trưởng đó đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, và ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long còn lên mặt đạo đức rằng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, làm xói mòn lòng tin với ngành, chờ cháo đến thế là cùng. Đây là hình ảnh người phụ nữ ở Bình Dương bị cưỡng bức thô bạo để xét nghiệm cũng vì chủ trương của chính phủ, nay đi kiện như con kiến kiện củ khoai, không thể nào có kết quả. Vụ kít giả Việt Á bị phanh phui, tội ác Việt Á phải đối mặt với pháp luật, chỉ mấy con dê tế thần cấp vụ bị lôi ra chịu trận cùng Việt Á. Từ tấm huân chương của Việt Á khiến chúng ta liên tưởng tới tấm huân chương chiến công hạng nhất cũng được vội vã đến thần tốc trao tặng ba công an được tuyên dương là chết cháy khi tấn công vào giấc ngủ của dân Đồng Tâm. Cũng ông Nguyễn Phú Trọng đã ký vào ba tấm huân chương chiến công hạng nhất cho ba công an kém nghiệp vụ dẫn đến chết chùm lãnh nhánh ở làng Hoành thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đó chỉ là sự giàn dựng vụng về thô thiển của Bộ Công an tạo ra ba tấm huân chương nhằm che giấu việc sử dụng bạo lực nhà nước bất chính man dợ với dân. Chết lãng nhách vì cảnh sát cơ động là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ trực thuộc Bộ Công an, khí tài được trang bị hiện đại nhất, uy lực mạnh nhất, hiệu quả nhất, con người không những được rèn luyện tinh thông kỹ năng chiến đấu, kỹ năng vượt mọi trở ngại, mọi địa hình mà còn được trang bị công cụ bảo vệ tính mạng an toàn nhất. Vậy mà cả ba cảnh sát cơ động tinh nhuệ nối nhau rơi xuống cái giếng trời còn con, rồi khoanh tay chịu chết chùm, chết thui ở đáy giếng trời do thiếu oxy, lửa không thể cháy dữ. 3.000 cảnh sát cơ động vãi đạn như mưa, hoàn toàn làm chủ diễn biến trận tấn công dân làng Hoành, khiến dân không thể ló mặt ra khỏi cửa. Một thân xác chết thành than, phải ngùn ngụt cháy cả giờ, vậy mà 3.000 cảnh sát cơ động đội hình giáp sắt chẳng nhẽ lại để đồng đội cháy thành than. Đây là hình ảnh cuộc đột kích 3.000 lính đặc nhiệm lúc nửa đêm vào làng Đồng Tâm vào hôm 9 tháng 1 năm 2020. Dầm dập xe bọc thép, xe đặc chủng, xe trang bị vũ khí điện tử giải kín đường làng. Cả trung đoàn cảnh sát cơ động, công an với hơn 3.000 cảnh sát chiến đấu trang bị hiện đại từ đầu đến chân, trùng trùng lớp lớp, vòng trong vòng ngoài, bủa vây đánh vào thôn Hoành nhỏ bé, bình yên của xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội. Đánh vào người dân chỉ có cày cuốc, chỉ có tình yêu máu thịt với mảnh đất, thấm đẫm mồ hôi. Người dân thôn Hoành đã làm ra hạt lúa, hạt ngô cho xã hội. Lão nông Lê Đình Kình không những là người dân lương thiện, vô tội, chưa hề bị truy tố hình sự, mà còn là lão thành cách mạng, đảng viên, chưa hề bị kỷ luật đảng, đang sinh hoạt đảng trong chi bộ của thôn Hoành. Đảng bộ xã Đồng Tâm đã bị bắn chết ngay trên giường ngủ. Nhiều nông dân vô tội của làng Hoành đã bị đạn công an bắn thủng bụng, trúng sọ, gãy xương, vân vân. Công an nổ súng giết dân vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, thì ngay hôm sau, 10 tháng 1 năm 2020, đã có ngày quyết định do ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương chiến công hạng nhất, trao tặng cho ba công an chết cháy khi tấn công vào giấc ngủ của người dân. Trao tặng thần tốc đến bất thường
đến phi logic 3 phân huân chương chiến công hạng nhất cho 3 công an tinh nhuệ chết lãng nhách cho thấy rằng ba cái chết được nhận huân chương, cả tên tuổi của ba cái chết đã có từ khi xây dựng phương án tấn công người dân làng Hoành, từ trước khi công an vãi đạn bắn giết dân làng Hoành. Mọi cuộc nội chiến đổ máu với dân, mọi hành động bạo lực nhà nước đánh vào dân, giết dân vô tội đều là thảm họa của dân tộc, của lịch sử, đều là tội ác của nhà nước phát động nội chiến. Là nỗi đau muôn đời của dân tộc, không thể là chiến công của bất cứ ai còn chút lòng yêu nước, thương nòi. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 10 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn nghe câu chuyện Thiền Am lịch sử lặp lại. Tôi nghĩ nhà cầm quyền sẽ xóa sổ Thiềm An, đó không phải là nếu mà chỉ là khi nào. Sự xóa sổ Thiềm An trong cái nhìn của thế giới chỉ làm cho diện mạo của nhà cầm quyền Việt Nam xấu thêm mà thôi. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney đã có bài bình luận trên trang blog cá nhân với tựa đề Câu chuyện Thiền Am lịch sử lặp lại, với nội dung được ông chia sẻ như sau. Sự xóa sổ Thiềm Am chẳng liên quan gì đến cáo buộc mà nhà cầm quyền tuyên truyền là lợi dụng tự do dân chủ, lợi dụng tôn giáo và loạn luân cả. Bởi lý do đơn giản là cáo buộc đó hoặc là mơ hồ hoặc là vô chứng cứ. Thật vậy, không chỉ có chứng cứ gì cụ thể để nói rằng mấy người trong Thiền Am lợi dụng tôn giáo để trục lợi cả. Đây là hình ảnh bốn người trong tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố. Từ trái qua là ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Họ đã tự tu hành tại gia, họ tự lực cánh sinh, họ chẳng lên tiếng xin xỏ ai cả như giáo hội của nhà nước hay vẫn làm như vậy. Và họ cũng chẳng gây hại cho ai. Ngược lại, họ giáo dục các trẻ em mồ côi thành những người có ích cho xã hội. Chẳng có một chứng cứ đáng tin cậy và độc lập nào để nói người đứng đầu là một ông cụ 91 tuổi phạm tội loạn lần cả. Chỉ toàn là vu cáo, những vu cáo đó được tung ra chỉ để nhắm với mục đích là xóa sổ Thiền Am. Để hiểu câu chuyện này, chúng ta cần phải biết chuyện của quá khứ. Tương tự, để hiểu những gì xảy ra đối với Thiền Am, chúng ta cần phải biết những gì xảy ra đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Tu viện Bát Nhã. Thiền Am dĩ nhiên không phải là nạn nhân đầu tiên và rất có thể không phải là nạn nhân sau cùng của thể chế Cộng sản. Để hiểu về vấn đề, có lẽ cần phải điểm qua những gì đã xảy ra trong quá khứ đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chú ý là hai chữ Thống Nhất là để phân biệt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Tính từ năm 1964, miền Nam có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức chính thống đại diện cho đa số tăng sĩ Phật giáo Việt Nam. Sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một sự tiến bộ và hiện diện của Phật giáo Việt Nam vì trước đó không có tổ chức chặt chẽ như ở bên Công giáo. Giáo hội Phật giáo Thống Nhất quy tụ rất nhiều các tăng sĩ và học giả sáng chói nhất của Việt Nam. Đó là các thầy như Thích Tâm Châu, Thích Nhất Hạnh, Tuệ Sĩ, Thích Chí Siêu, tức là Lê Mạnh Thát, và Thích Tâm Giác, Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, Thích Thiện Minh, vân vân. Những thầy này đã có công sáng lập ra Viện Đại học Vạn Hạnh, lúc đó là một đại học tư thục đầu tiên ở miền Nam. Thầy Thích Minh Châu là viện trưởng, học giả Hồ Hữu Tường là phó viện trưởng. Ngoài ra còn có thầy Thích Nhất Hạnh trong ban giảng huấn, nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh cũng là một trong những giảng viên của Viện Đại học Vạn Hạnh. Ngoài Đại học Vạn Hạnh, Giáo hội Phật giáo Thống Nhất còn thành lập hàng loạt trường cao đẳng Phật học, trung học và tiểu học, tạp chí Chánh Đạo, nhà xuất bản Lá Bối, Cô Nhi Viện, Bệnh Xá, Thanh Niên Phật Tử, vân vân, tất cả đều hoạt động theo triết lý của Phật giáo, có thể nói là thời vàng son của Phật giáo Việt Nam. Tới sau năm 1975, chế độ mới thiết lập một chế độ Phật giáo khác và bắt đầu mở đầu cho quá trình suy thoái. Nhà cầm quyền mới tịch thu tất cả các cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây là hình ảnh Viện Đại học Vạn Hạnh do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập vào năm 1964 dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Họ xóa sổ Cô Nhi Viện Quách Thị Trang, xóa sổ nhà xuất bản Lá Bối
đến xóa sổ Viện Đại học Vạn Hạnh, đóng cửa tất cả các trường trung học thuộc quyền quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã phản đối nhưng không có hiệu quả. Nói chung, chỉ 2 năm sau năm 1975, tất cả những cơ đồ và thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị tan thành mây khói. Tới năm 1981, nhà cầm quyền chiêu dụ một số Phật giáo và cán bộ hay có cảm tình với chính phủ mới đứng ra thành lập một tổ chức mới gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, dân gian gọi là Giáo hội Phật giáo Quốc doanh. Cũng kể từ năm 1982, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất coi như không tồn tại ở Việt Nam mà chỉ có Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dĩ nhiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản không thể độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước đó. Mặt khác, nhà cầm quyền cũng bắt giam các thầy Thích Huyền Quang, Thích Thiện Minh, Thích Quảng Độ và Thích Thiện Minh mà không có tội danh nào cả. Thượng tọa Thích Thiện Minh sau đó đã chết trong trại giam. Không ai biết thầy Thiện Minh chết vì nguyên nhân gì, nhưng Thượng tọa Thích Quảng Độ cho rằng thầy Thiện Minh đã bị quản giáo đánh chết trong tù. Sự kiện Thiền viện Bát Nhã, Tu viện Bát Nhã được Thượng tọa Thích Đức Nghi thành lập vào năm 1995 ở Bảo Lộc. Thượng tọa Thích Đức Nghi là một người rất ngưỡng mộ thầy Thích Nhất Hạnh. Cũng cần phải biết rằng vào năm 1957, thầy Nhất Hạnh đã thành lập một tu viện có tên là Phương Bối, được thầy mô tả trong cuốn sách Nẻo Về của Ý, nhưng tu viện này đã bị hoang phế vì thời cuộc. Thượng tọa Đức Nghi rất muốn thành lập một Phương Bối thứ hai theo đường hướng của thầy Nhất Hạnh. Hoài bão này đã thành sự thật khi Thượng tọa Đức Nghi được nhận đèn giáo thọ từ thầy Nhất Hạnh ở làng Mai, Biên Pháp. Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 6 năm 2008, Thượng tọa Đức Nghi đã mời và bảo lãnh gần 300 các thầy và sư cô giáo đã từng tu tập tại làng Mai, trong đó có các vị gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài, về Bát Nhã để chia sẻ pháp môn và đào tạo các vị xuất gia trẻ tu học theo môn thức của làng Mai. Tuy chỉ mới được thành lập vài năm, các vị đã tổ chức các khóa tu cho hàng ngàn người tại tu viện Bát Nhã và đã tham gia vào nhiều chương trình văn hóa và xã hội tại địa phương này. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 6 năm 2009, 200 công an giả danh xã hội đen đã kéo vào đập phá, đòi đuổi khoảng 400 tăng sinh đang tụ tập theo pháp môn làng Mai tại tu viện Bát Nhã, xã Đam Ri, Bảo Lộc. Họ quăng hết đồ đạc của người xuất gia, phá cả bếp nấu ăn của các thầy. Đồ ăn đang nấu sẵn thì họ quăng ra ngoài, cả song, nồi, chảo, gối, ngồi thiền, quần áo. Nhưng đến tháng 6 năm 2008, Thượng tọa Đức Nghi đã đổi ý không bảo lãnh các thầy sư cô có quốc tịch nước ngoài và không muốn tu viện Bát Nhã tụ tập theo pháp môn làng Mai nữa. Tuy nhiên, đằng sau sự đổi ý của Thượng tọa Đức Nghi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhà cầm quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cáo buộc rằng các khóa tu không có phép của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số người tới tu tập quá đông mà không đăng ký tạm trú gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Thượng tọa Đức Nghi yêu cầu tăng thân tu học theo pháp môn làng Mai phải rời Bát Nhã. Nhà cầm quyền địa phương theo yêu cầu của Thượng tọa Đức Nghi đã cắt luôn nguồn điện để các môn sinh bị khó khăn trong sinh hoạt. Nhưng các tăng ni làng Mai vẫn tiếp tục ở lại và từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa Phật tử Bát Nhã với những người theo pháp môn làng Mai tại đây. Họ tổ chức những nhóm người gây áp lực buộc những người tu theo pháp môn làng Mai ra khỏi tu viện. Họ có những hành động, hành vi rất bỉ ổi, rất bạo động, nhưng công an không can thiệp giải tán các nhóm này. Chẳng hạn như họ quăng đá, ném phân xúc vật vào tu viện. Họ còn tổ chức thành đám đông đến tấn công khu tu viện, dùng búa phá và hăm dọa những người trong đó. Điều ngạc nhiên là công an và dân quân địa phương có mặt tại hiện trường, nhưng không hề can thiệp. Trước sự đàn áp dã man đó, thầy Nhất Hạnh viết thư cho Chủ tịch nước lúc đó là ông Nguyễn Minh Chiết yêu cầu can thiệp, nhưng tất cả đều không có hồi âm. Ông Lê Hiếu Đằng, một cựu quan chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét rằng vụ Bát Nhã cho thấy sự vô trách nhiệm của chính quyền địa phương tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho bất cứ công dân nào cũng có thể bị côn đồ đe dọa và cấp trung ương phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nhưng chẳng có ai giải quyết. Các tổ chức nhân quyền và các cơ quan truyền thông quốc tế, nhiều chính phủ, quốc hội, châu Âu và Mỹ
đều đề cập đến những vụ đàn áp bằng võ lực xảy ra tại tu viện Bát Nhã và yêu cầu nhà cầm quyền ngưng những hành động bức hại tôn giáo, xâm phạm đến tín ngưỡng. Nhà cầm quyền thì làm ngơ. Cuối cùng thì do không chịu nổi áp lực, đến tháng 9 năm 2009, tất cả những người tu thêm môn pháp Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã. Và rồi đến câu chuyện về Thiền Am. Người đứng đầu Thiền Am là cụ Lê Tùng Vân, năm nay đã 91 tuổi, không vợ, không con. Ông xuất thân từ một gia đình nề nếp ở miền Tây, theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông là người hiếu học, tốt nghiệp cử nhân vào năm 60 tuổi. Ông là người có lòng nhân từ, bác ái. Ông nhận nuôi hàng trăm đứa trẻ mồ côi hay cơ nhỡ. Những đứa trẻ đã bị bỏ rơi trong bệnh viện vì hoàn cảnh nào đó. Những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần bị bỏ rơi bên đường, dưới gốc cây, ông đều nhận về và nuôi dạy. Chẳng hiểu ông có cách giáo dục nào mà tất cả những đứa trẻ đó đều nên người và có ích cho xã hội, một số trở nên xuất sắc. Đây là hình ảnh năm chú tiểu với màn trình diễn xuất sắc trong chương trình Thách Thức Danh Hài. Kênh YouTube Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ có hơn 2 triệu người theo dõi và hơn 800 triệu lượt xem. Ngay cả một số đứa từng bị bệnh tâm thần sau một thời gian nuôi dạy, họ trở nên vui tươi và có vẻ có cuộc sống bình thường. Một mình ông và vài người phụ tá làm đủ mọi việc để duy trì trung tâm nuôi dạy. Họ trồng rau, nuôi trồng thủy sản, làm nhang, thậm chí ca hát để có tiền nuôi dạy hơn 50 đứa trẻ trong cùng một lúc. Phải nói đó là một nghị lực phi thường, một sự dấn thân tuyệt vời mà không mấy ai trong xã hội có thể làm được. Ông không được sự hỗ trợ của nhà nước dù chỉ một xu, ngược lại mấy người ở trong bộ máy nhà nước còn làm khó ông đủ điều. Trung tâm Cô Nhi Thánh Đức được thành lập từ hội thập niên 1990, nuôi 56 trẻ em mồ côi và cơ nhỡ. Họ còn được trung tâm SOS của nhà nước nhờ nuôi trẻ em mồ côi. Thế nhưng nhà cầm quyền viện lý do không đăng ký người lưu trú và không làm thủ tục nhận con nuôi, đóng cửa trung tâm. Trước khi bị đóng cửa, trung tâm bị đốt cháy toàn bộ, mà nguyên nhân và thủ phạm đốt cháy vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn. Sau khi Thánh Đức bị giải tỏa, ông Lê Tùng Vân sáng lập Tịnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am ở Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ở đây, ông vẫn tiếp tục nuôi trẻ mồ côi hay cơ nhỡ. Ở đây, ông và Thiền Am cũng bị nhà cầm quyền làm khó đủ điều. Thậm chí có người được nhà Mạnh Thường Quân ở Úc tài trợ cho đi du học, nhưng nhà cầm quyền địa phương không chịu làm hộ chiếu nếu không chi một số tiền lớn. Chẳng những bị nhà cầm quyền gây khó khăn, Thiền Am còn bị mấy người trong giáo hội Phật giáo của nhà nước còn gọi là giáo hội quốc doanh, ganh tị và dèm pha đủ điều, rất buồn. Cũng không hiểu tại sao mấy người trong giáo hội nhà nước lại ghét Thiền Am đến thế, vì thái độ của họ không nhất quán với triết lý của nhà Phật. Bên cạnh giáo hội là một đội quân báo chí của nhà nước cũng có phần vào sự gây nhiễu thông tin. Tất cả các báo chí đều nói một tiếng nói. Tiếng nói đó là cáo buộc rằng Thiền Am không phải là chùa hay tịnh thất, rằng cụ Lê Tùng Vân là giả sư, rằng những người tu trong Thiền Am là giả tu, rằng cụ ấy loạn luân. Nhưng điều ngạc nhiên là họ không hề đến Thiền Am, họ không phỏng vấn một người nào trong Thiền Am, họ chỉ hóng hớt thông tin từ công an và đội quân YouTube kền kền. Đây là hình ảnh đội quân YouTube và những người hiếu kỳ vây quanh Thiền Am cùng với bà Nguyễn Phương Hằng. Xu hướng chung là họ bắt bẻ những chi tiết vụn vặt, những danh xưng mà họ không hiểu và nguy biện theo kiểu vốn rất phổ biến ở báo giới tại Việt Nam. Tất cả đều mang tính vu cáo và kết tội hơn là làm sáng tỏ câu chuyện. Nếu là người nước ngoài và quen với báo chí văn minh, người đó sẽ không thể nào tin rằng Việt Nam có một nền báo chí thảm hại đến như thế. Gần đây, Thiền Am còn là đối tượng vu khống, thóa mạ và tấn công của nhiều kẻ lắm tiền, nhiều của và đội quân YouTube kền kền. Họ là những kẻ vô giáo dục, thô lỗ, tục tằn và lưu manh trong xã hội. Họ dùng những chữ vô cùng tục tĩu, họ chửi thề như ở chợ cá, chợ tôm, họ không biết đến thuần phong mỹ tục là gì. Họ là những kẻ hết sức mất dạy, xin lặp lại để nhấn mạnh rằng mất dạy. Có thể nói họ là những phó sản của một xã hội đang suy thoái về đạo đức. Nhưng ngạc nhiên thay, họ lại được giới báo chí của nhà nước và có thể ngay cả công an sử dụng triệt để.
Giết rồi, công chúng không phân biệt được đâu là báo chí, nhà nước và đâu là những con kền kền. Rồi nay, nhà cầm quyền bắt giam ông Lê Tùng Vân, nhưng tin không chính thức cho biết ông đã được về Thiền Am. Và khi bắt, nhà cầm quyền chưa xác định tội danh để truy tố. Phải một hai ngày sau, họ mới cho báo chí nói rằng ông bị khởi tố ba tội danh. Thứ nhất là lợi dụng những quyền tự do dân chủ. Thứ hai là lừa đảo và loạn luân. Nhưng như chúng ta đã thấy, cho đến nay chưa thấy bằng chứng nào cho thấy ông ấy phạm ba tội trên. Thật ra vào năm 2017, ông Thích Nhật Từ, một quan chức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từng nhận định về Thiền Am như sau. Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Hơn nữa, khu Bồng Lai Viên chỉ là một tịnh thất không có bản hiệu chùa nên không có đăng ký từ viện với Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng cùng với một nhóm người livestream phát hình trực tiếp theo kiểu đấu tố bới móc về Thiền Am và cụ Lê Tùng Vân với cáo buộc những thứ xấu xa mà không có một chứng cứ. Từ năm 2015 trở về trước, cụ Thích Tâm Đức, nay đã 86 tuổi, từng là tỉnh hội trưởng Biểu Sơn Kỳ Hương, xây dựng khu Bồng Lai Viên, là vị cha tinh thần nuôi nấng hai vị này, tức là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, cũng như là 24 thành viên khác, nhỏ nhất là 3 tuổi cho đến 30 tuổi, đều cạo đầu mặc áo nâu sổng. Những cụ già thì được miễn và để tóc như là các Phật tử thông thường. Thật ra, cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì ở chùa Bồng Lai. Tại khu Bồng Lai Viên, cụ đã cho ghép tất cả các cháu mồ côi tại đây cạo đầu và áo nâu sổng cùng bằng. Ông còn nói rằng những cáo buộc về Thiền Am của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là vội vã. Ông chia sẻ, họ là những người cư sĩ tại gia, sống trong tịnh thất, được thầy của họ là những người xuất gia cạo đầu, cho mặc áo nâu sổng từ nhỏ. Cho đến ngày hôm nay, tức là 27 tháng 9, tôi có phần ngạc nhiên, đó là Giáo hội Phật giáo huyện Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung chưa cử đại diện của giáo hội đến Bồng Lai Viên nhằm trao đổi chính thức để nắm rõ thực hư của vấn đề. Do vậy, ở chừng mực tương đối, tôi cho rằng phát biểu của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An là hơi vội vã vì vấn đề chưa được xác minh. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra với Thiền Am ông Lê Tùng Vân như các bạn thấy rất giống với những gì đã xảy ra đối với các tăng thân làng Mai ở Bát Nhã. Vẫn là tấn công bằng bạo động, thậm chí gây thương tích 13% cho một thành viên trong Thiền Am. Vẫn quăng đá, đập phá, đánh đập và công an không can thiệp, y chang như sự kiện Bát Nhã. Chính vì thế mà tôi sợ rằng số phận của Thiền Am cũng sẽ như số phận của các tăng thân làng Mai ở Bát Nhã. Kết cục buồn đó sẽ xảy ra thì sự việc chỉ thêm một gam màu đen tối cho xã hội dân sự ở Việt Nam. Việt Nam trong cái nhìn của bạn bè quốc tế vẫn là một quốc gia lạc hậu và bất dung hợp. Ghi chú rằng viết xong bài này và đọc báo Tuổi Trẻ thì biết rằng tội danh loạn luân không còn nữa. Người ta cáo buộc tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân. Giết rồi không biết họ, tức là nhà cầm quyền, có làm theo luật pháp nữa hay không.